Yêu chí bảo tồn loài giờ ở cột đèn. Cột đèn một hòn đảo xa xôi, nơi có biển xanh cát trắng, nơi được biết đến là quốc quốc có những loài rùa ở Việt Nam. Rùa biển ở đây có thể nói đã được bảo tồn giữ gìn rất là tốt. Và một trong những nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Viện Tài nguyên và Môi trường biển về loài rùa mà đứng đầu là chuyên gia thạc sĩ Chu Thế Cường. Anh đang nghiên cứu về đặc điểm sinh thái, phương thức đẻ, di truyền, tỷ lệ sống sót của loài rùa nơi đây nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ loài rùa trong sách đỏ Việt Nam cũng như của thế giới. Hiện nay con đảo đang nuôi một số rùa để phục vụ cho khách tham quan, để tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ loài rùa quý hiếm của Việt Nam. Chúng ta đang đi thăm một khu vườn thí nghiệm khả năng nở trứng rùa. Đây là một hố và chúng tôi đã được đánh dấu từng hạng mục. Thật là thú vị khi nhìn thấy hình ảnh những chú rùa nở ra từ những quả trứng nhỏ trong các hố cát và chui lên. Để quay lại được những hình ảnh này, các chuyên gia đã phải đặt máy quay trong nhiều giờ. Rùa có thể nở rất là nhiều, nhưng tỷ lệ sống sót và cũng như để có một vài trưởng thành quay về thì nó chỉ là tỷ lệ phần nghìn. Một chú rùa con đã nở ra và đang tìm hướng xuống biển. Đêm đã dần buông, nhưng các công việc của các nhà khoa học không bao giờ ngừng lại. Họ lại tiếp tục nghiên cứu về chỉ tiêu cân nặng, độ dài của loài rùa mới được ấp nở ngay trong ngày hôm nay. Công việc này có thể làm rất nhiều thời gian và họ phải làm ngay ở trong những đêm tối. Rùa con ở các hố được bắt và cho vào các ô rổ được đánh theo số quy định để xuất biệt từng hố, từng mẻ trứng một. Nghiên cứu về tốc độ di chuyển của loài rùa con từ bãi cát xuống biển góp phần giúp chúng ta biết được tỷ lệ sống sót của rùa con khi mà chúng bị ảnh hưởng bởi các loài chim ăn thịt hoặc là những thú ăn thịt. Vậy rùa con phải thật nhanh sau khi từ hố ấp nở thoát xuống biển thì tỷ lệ phản ứng sống sót mới cao. Và chúng tôi đang thí nghiệm cho một chú rùa con chạy trên đường ray để xác định vận tốc của chúng. Những chú rùa con thật xinh xắn, dễ thương, nhưng tỷ lệ sống sót của chúng như thế nào? Đó là một trong những nghiên cứu mà chúng tôi cần phải trả lời. Biển Côn Đảo vẫn êm ả, đẹp, trong xanh. Nơi đó, chúng tôi, những nhà nghiên cứu về môi trường biển, tài nguyên sinh thực biển vẫn tiếp tục đặt vào công việc nghiên cứu của mình để nhằm bảo tồn, duy trì loài rùa biển
quý hiếm, góp phần nâng cao nhận thức của người dân ở nơi đây cũng như toàn thể các quý vị độc giả đang xem video clip này. Một lần nữa, Biển Xanh chấm hát xin trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Chu Thế Cường, chuyên gia về loài rùa biển, cùng toàn thể các nhà khoa học Viện Tài nguyên Môi trường Biển đã ghi lại những thước phim quý hiếm này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.